Ngày 23 tháng 12 năm 2013 được coi là một ngày đau thương đối với những người đam mê quân sự, khi họ phải nói lời tiễn biệt với nhà thiết kế vũ khí lừng danh nhất thế giới, Mikhail Kalashnikov. Nhân loại không chỉ biết đến ông như là một biểu tượng cho lịch sử quân sự hào hùng của Liên bang Xô Viết, mà còn là cha đẻ của khẩu súng kinh điển nhất mọi thời đại, AK-47. Súng trường huyền thoại AK-47 là khẩu súng mạnh nhất và phổ biến nhất được ghi nhận trong lịch sử chiến tranh nhân loại. Không chỉ có mặt tại những chiến trường khốc liệt, mà nó còn xuất hiện ở mọi ngóc ngách tận cùng của thế giới. Để làm được điều này, nó đã phải trải qua những lần lột xác về cả chất và lượng. Vậy sau 75 năm kể từ khi ra đời, súng trường AK-47 đã tiến hóa mạnh mẽ như thế nào để không bị đào thải khỏi tiến trình của nhân loại? Mời các bạn hãy lên chuyến tàu du hành lịch sử để cùng kiến thức quân sự giải mã câu hỏi này. Đại chiến thế giới lần thứ hai đã mở ra một kỷ nguyên mới của vũ khí, đặc biệt là các loại súng trường tấn công tự động. Những khẩu súng trường tấn công này có hỏa lực mạnh hơn so với súng tiểu liên, nhưng nhẹ hơn và tiện lợi hơn nhiều so với các loại súng trường dài tiêu chuẩn. Đức Quốc xã tuy không phải là quốc gia đầu tiên trên thế giới sử dụng súng trường tấn công, nhưng chính họ mới là kẻ gieo rắc nỗi sợ hãi cho kẻ thù trong những năm đầu của Thế chiến thứ hai bằng súng trường STG-44 tự động hoàn toàn, trong khi đối thủ của họ chỉ được trang bị súng tiểu liên cỡ nòng nhỏ hơn và súng trường bán tự động. Trước đây, chỉ có súng máy mới có khả năng sở hữu hỏa lực tương tự như khẩu STG-44. Khẩu súng bá đạo của phát xít Đức được trang bị cỡ nòng 7,92x33 ly Kurz và có khả năng bắn 500 đến 600 viên mỗi phút. Quân đội trên khắp thế giới thời điểm đó đã nhận thấy những lợi ích mà súng trường tấn công đem đến cho quân đội. Chính vì vậy, họ đã gấp rút tạo ra các loại súng trường của riêng mình để đưa vào sử dụng cho quân đội, và Liên Xô không phải là trường hợp ngoại lệ. Vào cuối Thế chiến thứ hai, Bộ Tư lệnh Liên Xô đã mở các cuộc thử nghiệm súng trường tấn công mới cho quân đội. Họ muốn một loại súng có thể đáp ứng một số tiêu chí cụ thể. Đầu tiên, nó phải là một khẩu súng đáng tin cậy, có thể sử dụng tốt trong điều kiện khắc nghiệt trên chiến trường như đầm lầy và bụi bẩn, đồng thời phải có khả năng bắn được 600 phát mỗi phút. Tiêu chí thứ hai là phải dễ sử dụng. Cuối cùng là phải rẻ và dễ sản xuất hàng loạt. Tất cả những yêu cầu trên đều được xuất hiện trên những khẩu AK-47 đầu tiên. Loại vũ khí này sử dụng các đầu đạn thế hệ mới và có khả năng bắn trúng mục tiêu cách xa 200m. AK-47 có thiết kế đơn giản giúp cho quy trình bảo trì được tối giản. Súng được thiết kế tương đối ngắn nên rất tiện dụng trong nhiều điều kiện chiến đấu. Điểm nổi bật trên những khẩu AK-47 là việc chúng sử dụng cỡ nòng 7,62x39 ly mới, cho phép các kỹ sư kết hợp sức mạnh của súng trường với tốc độ bắn của súng tiểu liên lên khẩu AK-47. Do đó, người dùng có thể bắn burst, tức là bắn 3 viên đạn cùng một lúc trúng mục tiêu ở khoảng cách 100-200m. Súng trường của Liên Xô được trang bị băng đạn 30 viên, cho phép binh sĩ mang theo nhiều đạn hơn trên chiến trường. Tuy nhiên, những phiên bản AK-47 đầu tiên vẫn còn một số nhược điểm và cần phải chỉnh sửa để hoàn thiện. Chúng đáp ứng các tiêu chí về độ tin cậy, dễ sử dụng và có thể sản xuất hàng loạt, nhưng lại thiếu đi tính chính xác và trọng lượng quá nặng. Sau khi nhận thức được điều này, những bản thiết kế nâng cấp của khẩu AK đã được quân đội Liên Xô thông qua vào năm 1949 và ngay lập tức được gửi đến các cơ sở quân sự để sửa đổi. Đó chính là lý do mà phiên bản mới AKM ra đời. Những cải tiến lớn của AKM so với AK-47 là việc sử dụng loại thép mới bền hơn và cụm cò búa cũng được cải tiến bằng cách thiết kế một số chi tiết làm trễ bộ đập. Họ cũng thiết kế lại báng súng, tay cầm và bộ ốp lót phía trước, đồng thời thay đổi nguyên liệu chế tạo các bộ phận của súng từ gỗ tiện sang gỗ ép cường độ cao và Bakelite. Các cải tiến này làm súng nhẹ hơn 25% so với AK-47, nhưng lại chắc chắn hơn. Ốp lót tay dưới có mấu giữ giúp tăng cường khả năng nắm chắc súng của xạ thủ trong quá trình chiến đấu.
Đặc biệt, khẩu AK-47 nguyên mẫu không có trục bù giật đầu nòng. Do đó, nó tạo độ giật rất mạnh khi bắn và làm giảm đi độ chính xác. Chính vì vậy mà các kỹ sư đã thiết kế trục bù giật đầu nòng cho AKM để khắc phục vấn đề này, qua đó giúp khẩu súng ổn định hơn. Nó được gắn vào đầu nòng súng bằng gen nòng nhằm tăng độ trụm của loạt bắn liên thanh. Đồng thời, bạn cũng có thể tháo nó ra và thay thế bằng ống giảm thanh PBS-1 khi tác chiến. Thiết bị giảm thanh này đòi hỏi đạn cận âm để chức năng giảm thanh được hiệu quả. AKM sử dụng loại đạn 7.62x39 ly M43 tiêu chuẩn, có lõi thép tăng khả năng xuyên giáp chống đạn. Một thay đổi khác của AKM là việc cải tiến thước ngắm với các vạch chia tầm từ 100m đến 1000m, trong khi AK-47 tối đa là 800m. Dù khả năng ngắm bắn ở khoảng cách 800 hay 1000m chỉ là trên lý thuyết vì quá xa với mục tiêu đơn lẻ, trừ trường hợp bộ binh địch đứng tập trung thành đám đông. Và tầm ngắm hiệu quả chung của xạ thủ với mục tiêu đơn lẻ chỉ vào khoảng 300 đến 600m. Không những thế, xạ thủ còn được trang bị ống ngắm ban đêm và súng phóng lựu dưới nòng đi cùng với một lưỡi lê ở phiên bản nâng cấp này. Để nói AKM có dễ sản xuất số lượng lớn và có giá thành rẻ hơn AK-47 hay không, thì câu trả lời là có. Chính điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao công nghệ nhanh hơn và hiệu quả hơn cho các quốc gia trong Hiệp ước Warsaw, bao gồm Romania, Hungary, Ba Lan, Đông Đức và các nước khác. Nói một cách đơn giản thì AKM đã khắc phục được một số nhược điểm trên các phiên bản AK-47 đầu tiên, qua đó biến chúng trở thành một trong những loại súng trường đáng tin cậy nhất trên thế giới. Những tưởng phiên bản này đã là hoàn hảo vì hiện nay AKM vẫn đang được sử dụng trong các lực lượng quân đội trên khắp thế giới. Nhưng đâu ai ngờ, vào đầu những năm 1960, các kỹ sư đã tìm cách sửa đổi AKM rồi. Họ đã thử nghiệm sản xuất súng với chất liệu polymer, các loại đạn mới và nghiên cứu xem các đối thủ cạnh tranh khác đang làm gì với những khẩu súng trường của họ. Bởi vì vào thời điểm đó, quân đội Hoa Kỳ đang sử dụng loại súng trường tấn công M16. Các bạn biết rồi đấy, khẩu súng trường của Mỹ nhẹ hơn AKM và được trang bị bằng đạn thế hệ mới, nên không lấy làm lạ khi AKM bị M16 vượt mặt dễ dàng. Chính vì vậy, các kỹ sư Liên Xô đã quyết định nâng cấp khẩu súng trường tấn công của mình. Biến thể hiện đại hóa sâu của AKM được gọi với cái tên là AK-74, và gương mặt mới của Kalashnikov được trang bị tất cả những công nghệ tốt nhất tại thời điểm đó. Khi mới nhìn vào hình dáng bên ngoài của hai mẫu súng này, thì tôi khá chắc nhiều anh em ở đây sẽ bị nhầm lẫn vì trông chúng khá là giống nhau. Nhưng thực tế, chúng lại có sự khác biệt rất lớn. Khẩu AK-74 dùng loại đạn 5.45x39 ly, còn AKM dùng loại đạn 7.62x39 ly. Với cỡ nòng này, AK-74 đã tạo ra sự vượt trội so với tiền bối. Bởi vì sao? Bởi vì đạn 7.62x39 ly tuy rất uy lực, nhưng độ giật và độ phân tán của đạn khi bắn quá cao. Còn đạn 5.45x39 ly thì có độ giật ít hơn, đem đến độ chính xác cao hơn, cho phép xạ thủ bắn hạ các mục tiêu ở khoảng cách xa hơn 100m so với AKM. Đến biến thể này, Liên Xô đã tạo ra AK-74 dựa trên vật liệu polymer mới, có độ bền tương đương vật liệu kim loại và gỗ được sử dụng trên các khẩu AK trước đây. Polymer cũng làm giảm đáng kể trọng lượng của súng, qua đó giúp cho binh sĩ có thể đem theo nhiều đạn hơn, thêm 120 viên đạn cho mỗi binh sĩ trên chiến trường. Tuy nhiên, quân đội Liên Xô thời điểm đó không quá vội vàng trong việc thay thế khẩu AKM bằng AK-74, bất chấp việc biến thể nâng cấp có nhiều ưu điểm hơn. Lý do là bởi giá thành của khẩu AK-74 quá đắt đỏ, chưa kể đến những chi phí đi kèm khác, như việc phải mua loại đạn mới cho khẩu súng trường này. Ngoài việc phải cân đo đong đếm chi phí vận hành cho một khẩu AK-74, thì quân đội Liên Xô cũng đã cho cải tiến một vài tính năng trên khẩu súng trường này trước khi nhà nước sụp đổ vào năm 1991, nhưng không đáng kể. Đến đầu thế kỷ 21, nhà nước Liên bang Nga non trẻ đã nỗ lực phát triển một mẫu súng trường tấn công mới, thay thế AK-74, vốn đã trở nên lỗi thời và tỏ ra kém hiệu quả hơn các mẫu súng đối thủ, với thiết kế công thái học, mô đun, độ giật thấp, trong khi độ chính xác lại cao hơn.
Nhưng loại súng phương Tây này có độ tin cậy trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt kém hơn AK, nhưng lại được các lực lượng đặc nhiệm trên khắp thế giới ưa chuộng. Trong bối cảnh đó, hãng vũ khí Ismas, tiền thân của tập đoàn Kalashnikov ngày nay, đã giới thiệu nguyên mẫu AK-12 với mục tiêu bắt kịp và vượt mặt các đối thủ như Amalric của Mỹ, Heckler & Koch của Đức, FN của Bỉ và nhiều hãng khác trên thị trường súng trường tấn công. Mẫu súng AK mới này có hai phiên bản là AK-12 với cỡ nòng 5,56 ly và AK-15 với cỡ nòng 7,62 ly. Vào năm 2011, mẫu súng này đã bắt đầu tiến hành các cuộc thử nghiệm. Kinh phí phát triển đều do công ty Kalashnikov tự lực, không có bất kỳ sự trợ giúp nào từ ngân sách nhà nước. Và việc đưa được AK-12 vào biên chế trong quân đội Nga cũng gặp quá nhiều khó khăn. Lý do vì số lượng súng AK các phiên bản trước còn tồn kho quá nhiều. Ước tính hiện tại còn 17 triệu khẩu AK các phiên bản hiện đang bảo quản trong các kho cất giữ của Nga. May mắn chỉ đến với dòng súng trường mới khi quân đội Nga thực hiện chương trình SAP-2020 nhằm thay thế và nâng cấp lớn các loại vũ khí có từ thời Liên Xô. Cùng với đó là việc công ty Kalashnikov tham gia vào cuộc đấu thầu trong chương trình trang phục cho chiến binh tương lai Ratnik. Lúc này, mẫu AK-12 mới được chấp nhận đưa vào thử nghiệm cấp nhà nước và nó chính thức trở thành thế hệ thứ 5 trong gia đình súng AK. Thiết kế của nó đã giữ lại những ưu điểm và có thể sử dụng một số phụ tùng và đạn của các mẫu AK trước đó. Đồng thời có thể sử dụng được các hộp tiếp đạn 5,45 ly của AK-74 và 7,62 ly của AKM. AK-12 vẫn sử dụng cách nạp đạn bằng cơ chế trích khí dài với khóa nòng xoay, giống như hầu hết các mẫu AK khác. Tuy nhiên, nó đã có sự thay đổi đáng kể về thiết kế như loa giảm giật, khóa nòng, bộ phận trích khí, thoi đẩy về, thân súng. Và sự thay đổi này đã cải thiện rõ rệt ở độ chính xác khi bắn, ở tất cả các chế độ. AK-12 vẫn giữ kiểu khóa an toàn như các mẫu AK cũ, nhưng có đến 4 vị trí là khóa an toàn, chế độ bắn liên thanh, chế độ điểm xạ 2 viên và chế độ bắn từng phát một. Ngoài ra, khóa an toàn còn có thêm một mẫu bổ sung dưới ngón tay trỏ, nhằm dễ dàng thay đổi chế độ bắn mà không phải rời khỏi tay cầm. Cả hai khẩu AK-12 và AK-15 đều được gắn thanh ray Picatinny theo kiểu gá vào bên trái thân súng. Thanh ray này để có thể lắp đặt các thiết bị hỗ trợ khác nhau như kính ngắm quang học ngày đêm, đèn chỉ thị mục tiêu laser hoặc đèn pin. Các bạn có thể thấy tuy báng súng và tay cầm được chế tạo từ nhựa tổng hợp, nhưng tác động lên xạ thủ vẫn tương tự như báng súng và tay cầm bằng gỗ truyền thống của phiên bản AK-47, không có gì khác biệt. Đặc biệt ở chỗ là báng súng có thể điều chỉnh ngắn dài, thậm chí ở các phiên bản dành cho các lực lượng đặc nhiệm thì bộ phận này còn có thể gấp lại được. Nòng súng có lắp bộ phận giảm giật đầu nòng. Bạn có thể lắp thêm cả lưỡi lê và nhanh chóng thay thế bằng ống giảm thanh khi đang tác chiến. Dưới nòng súng có bộ phận lắp súng phóng lựu 40mm GP25 hoặc GP34. Súng trường AK-12 và AK-15 được thiết kế theo hướng là tổ hợp hỏa lực cá nhân, nên chúng có thể hỗ trợ bạn tác chiến trong mọi điều kiện, giống như súng máy hạng nhẹ RPK-16 mới được đưa vào trang bị trong quân đội Nga. Hai bản nâng cấp này sẽ có nhiều biến thể khác nhau cho các lực lượng quân đội, an ninh, thực thi pháp luật. Nhưng có lẽ AK-12 là phiên bản có nhiều thay đổi nhất trong các thành viên của gia đình súng trường AK, và nó thực sự mang nhiều dáng dấp phong cách thiết kế của NATO. Theo các chuyên gia tại Kalashnikov Concern cho biết, thì khẩu AK-12 sẽ phát huy tốt khả năng trong các nhiệm vụ đột kích thay vì các cuộc giao tranh trực tiếp ở giữa thành phố hoặc ở các vùng nông thôn. Dường như hành trình của khẩu súng trường huyền thoại AK-47 vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, khi mà sự xuất hiện của nó không chỉ gắn liền với khát vọng giải phóng dân tộc của các nước trên thế giới, mà còn là một trong những vũ khí cầm tay thịnh hành nhất trong thị trường chợ đen. Dù đã có rất nhiều tranh cãi xung quanh vai trò của AK-47, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng, với tốc độ phát triển của mình, thương hiệu của dòng súng kinh điển này vẫn sẽ còn trường tồn với thời gian. Các bạn thích bản nâng cấp nào của AK-47 nhất? Hãy chia sẻ ý kiến của mình xuống phía bên dưới phần bình luận để xem có bao nhiêu người thích phiên bản nào giống bạn. Đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào từ kiến thức quân sự. Còn bây giờ, Việt Cường xin chào và chúc các bạn có một ngày tuyệt vời.